chờ đã lâu. Đi đâu mà vội vội vàng? Thế làm gì vậy? Tôi nói ông nghe nè. Gì? Mà sao ông biết cái là bữa nay tôi mua đồ về tôi ăn lễ vậy? Biết sao không? Sao mà biết được? Ai tôi nói ông nào chưa? Người ta làm mẹo mà. Người ta không biết người ta làm chi. À, biết là bữa nay là tôi là bên đạo, đâm ra là bữa nay là thế nào cũng có ăn lễ đúng không? Đúng rồi. Đâm ra là thế nào bữa nay là ông cũng phải qua đây kiếm mẹo đúng không? Làm đúng mẹo rồi, không? Chờ sẵn đó. Có luôn, có luôn. Cái gì đây? Cầm để tôi lấy cái mâm. Ồ, to vậy. Bự ghê hả? Ôi, đúng người đúng thời điểm luôn mọi người ơi. Trời, tính nấu chi à? Vịt nấu chao. Nướng đi hay luộc đi, giống gừng đi, nấu chao ăn cái gì? Vịt nấu chao, tôi thèm vịt nấu chao lắm. Trời ơi, con vịt. Con to thế này mà. À. Trời ơi. Siêu thịt mà làm ở ngoài chợ. Còn nếu mà ví dụ như mà nếu mà tôi ở nhà tôi làm thì cực kỳ là hấp dẫn luôn. Này vẫn còn lông đúng không? Ừ. Tôi làm một phát là không còn miếng lông nào luôn á. Hơi bị hôi ạ. Gì? Hôi. Hôi là sao? Hôi lông à? Hôi lông á. Thì vịt thì phải ăn có mùi hôi rồi. Ê mà nhưng có cái là tôi gọi là mình khi ăn vịt đúng không? Nếu mà né được cái mùi hôi của vịt này là cực kỳ ngon luôn á. Ăn vịt mà cái né mùi hôi vịt thì ăn làm cái gì? Nhiều người ta nói là thích ăn vịt đúng không? Ừ. Nhưng mà cái né cái mùi hôi ra là người ta ăn được hết, còn nếu mà có mùi vịt là ta không ăn được. Như tôi nè. Ông biết bây giờ biết làm sao không? Sao? Giờ là có một cái là tôi không biết có cho ăn được. Thành nếu mà tôi ăn không được á, nếu mà mùi hôi á đúng không? Ừ. Có mùi hôi là nếu mà tôi ăn không được á, ừ, thì chắc chắn là không được ăn rồi. À, muốn nấu chao đúng không? Nấu chao mà nó không biết cách là bị hôi lông, ăn không nổi đâu. Chính xác luôn. Ăn cắn một miếng vô hôi hôi chị không nổi. À. Bây giờ mày làm sao để chúng ta khử cái mùi hôi của vịt rất là đơn giản. Đầu tiên anh lấy cái khò, anh khò sơ qua một xíu đi đã. Khò qua hả? Ừ. Được không? Được. Mà nó không có hôi đâu nghe không chưa? Có hôi đâu, bao hôi danh luôn. Rồi, để tôi làm ngay chưa? Khò qua đi. Cách khử mùi hôi của vịt nha, rất là đơn giản nha. Rồi, đầu tiên anh khò lên đi. Khò đúng không? Ừ. Cái mục đích khò cháy hết mấy cái lông tơ đi. Khò sơ qua. Khò sơ vịt qua trước khi nấu chao nha. Sang lại gì? Đúng rồi. Dẫn. Đốt nghe mùi lông không? Đốt hôi không? Rồi sau khi mà khò sơ con vịt hôi lắm anh Khải, biết sao không? Sao? Khi mà anh khò lên nè, em thấy rõ được lông bên trong luôn, ăn hôi lắm chịu nổi đâu. Nó ra luôn. Giờ sao? Anh bước cho em một nắm lá xả với một nắm lá chanh, anh mò nhuyễn rồi anh sát lên. Chà, kiểu cái sạc lên vậy. Đúng, chà sát lên. Rồi ok, đem ra kia. Nắm lá chanh. À, nắm lá xả, vo được thì anh vo, không thì anh bỏ vô anh giả cho dập nát ra cũng được, tùy. Nếu vo được thì vo, không vo được thì bỏ cố giả cho nát ra. Cho nó có vị thơm gì. Ừ. Bức ra này cũng được đúng không? Ừ. Mùi lắm rồi đó. Rồi, sát lên. Đã đúng không? Ừ. Châu kìa, nó đã. Nhìn con vịt nó hấp dẫn gì đâu chúng ta ơi. Sát lên, sát chanh nước xả lên. Mở ra. Chà, cho sạch gì. Ừ. Nghe cái mùi thơm. Con này mà chặt nấu chào cái trời ơi. Con này ăn cả làng không hết. Bự quá, bự không bảo sao. Chiều nay là ông được bữa no nê rồi đó nghe. Có ai vô nữa hả? Không, tôi đã để trốn lại mà quên còn ai vô nữa. Đừng có một con như 3-4 người vô chia phần nữa là không được đâu nha. Có mình ông không là có đâu. Có mình ông là tôi thấy mệt rồi đó, chứ nữa người nào nữa. Sát lá xả lên. Sát lên đó đúng không? Sát lên. À. Nghe mùi thơm của chanh và xả đó. Không còn nghe mùi vịt nữa rồi. Đó vậy thôi, chặt ra nấu chao. Mà không quên nữa chứ. Quên gì nữa? Thiếu đồ đem mua cho. Tối vợ mới về làm. Anh không biết nấu hả? Không, tôi đâu biết nấu rồi. Tối vợ về làm rồi. Chắc cỡ
8 9 giờ là xong à. Là ông hôm qua ăn hay chưa? Công nhận cái mùi này không còn nghe mùi hôi luôn á. Hay thiệt chứ. Tối đi ha, được không? Ừ. Có thể là nếu mà vợ tôi bữa nay mà làm kiểu mà tăng ca rồi đó, có khách đông á thì có thể là ngày mai. À, thì mình cũng làm để đó chứ mình có ăn đâu. Đúng rồi, hay. Chứ mình tôi đâu ăn hết được con này đúng không? Đúng rồi, hay. Được á. Ê, vậy là ông về ông chăn bò đi. À, nhưng cũng chia sẻ cho mọi người thôi, cũng Tết nhất tới nơi rồi. Em nghĩ mọi người cũng hay làm vịt, chế biến nhiều món từ vịt. Nếu mà đại gia đình không ăn được cái mùi hôi của vịt thì có thể làm cách này rất là ok. Đầu tiên mọi người hãy hò sơ con vịt ra một xíu, rồi sau đó mọi người giã nát lá chanh với lá thả, rồi mọi người sát lên thịt, lên da của con vịt. Nó sẽ khử mùi tanh của vịt rất là hay nha. Nếu đại gia đình có ý kiến nào nữa hoặc có một cách nào nữa tẩy cái mùi tanh của vịt có thể bình luận ở dưới nha. Chúc đại gia đình xem video vui vẻ.